Bây giờ thì nhà trai nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu lên để hai bên cùng nghe nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Và tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hồng Quân, em 31 tuổi, em là kỹ sư kinh tế xây dựng ạ. Rồi, mình giới thiệu đi, giới thiệu hùng hồn mạnh mẽ lên. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Rồi em. Và cái bên kia, em tên là Vũ Thị Kim Thanh, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Công việc của em là phiên dịch viên tự do, phiên dịch tiếng Trung. Bên kia là ở Đà Nẵng đúng không? Dạ. Còn Quân là ở đâu? Dạ, em hiện tại cũng đang làm ở Đà Nẵng. Ồ, hay quá, dạ. Chúc mừng luôn. Bây giờ hai bên cho biết về ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là biết quan tâm đến gia đình, sống có trách nhiệm. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì cái gì em cũng không biết. Em không biết nhậu, em không biết hút thuốc, em không biết gai gú, em không biết phá phách. Trời ơi, bạn tế nhị ghê, bạn tự nói về bạn một cách rất là khiêm tốn vậy đó. Trời ơi, còn em sao? Em nói coi nè. Dạ, ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Và cái khuyết điểm cũng chính là cái việc quan tâm mọi người hay nghĩ cho người khác nhiều. Đôi khi là bị thiệt của bản thân mình một tí. Thực ra cái đó là ưu điểm hết mà. Em có cái gì mà tật xấu không? Tật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Chị cũng thích nè. Rồi buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Em có mấy mối tình rồi Quân? Thì mối tình chính thức cũng mối tình đầu tiên. Còn sau khi chia tay thì em có quen một vài bạn nữ nữa, nhưng mà không có thành công. Ba chìm bảy nổi chín lên đên hả em? Dạ, người ta nói là hồng nhan bạc phận đó, chị Hồng Vân. Biệt danh em là Quân đẹp trai chị. Trời ơi, anh kim tôi. Còn bên đàn gái? Em sao nè? Dạ, em về mối tình thì em có một mối tình đầu. Sau đó thì có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy mình tìm hiểu không hợp, nên là cũng không có quen hay là gì hết. Trời, em có nghĩ là cái lần này em sẽ hợp không? Dạ, em cũng hy vọng lên đây là cũng hy vọng tìm được một nửa anh bên kia là có thể hợp với mình. Mối tình của em sắp tới một cái con người như thế nào? Em hy vọng là một bạn nam cao trên 1m73. 1m70 được không em? Dạ, mang giày vào chắc được á. À, ok. Anh có nói là anh không hút thuốc là đúng tiêu chuẩn của em rồi đó. Vì em hơi ngâm rồi nên là nếu như bạn trai bù trừ ai cũng có thể tắn một tí thì trời dễ ưa nhìn nhá, ngoại hình ưa nhìn. Trời, chị nghĩ là em đó, cái làn da nâu nhanh lên là quá đẹp đó, đúng không? Một người đàn ông mà gọi là đó, chân mày đậm nè, nước da bánh mật nè, chân tay lông lá nè, nhìn là thấy một người rất là mạnh mẽ. Em, cái gu của em có phải là như vậy không? Dạ, nếu như vậy thì cũng hơi giống em đó. Người ta bảo là sống nhà lương sướng nhà lông. Em từ nhỏ là hơi lắm lông bạc bè hay chọc ấy. Xin bản quyền liền, nó rất hợp với Linh. Sao vậy Dân? Thiệt. Không, mỗi lần lông thiệt. Lá Dân nhìn Linh vậy. Trời ơi, cái đó là đặc trưng và bản quyền của Linh. Có trong tươi, trong trắng, trong lỏng mà. Tội lắm em, một lần xé là nát da nát thịt đó. Ủa em? Dạ, cái này là tự nhiên, thế là em mới nói. Đâu có đâu, rất là đẹp Linh, Vân nói thiệt. Vân rất thích những cái người con gái nào mà cái lông tay nhiều á, mà ép vô vậy nè, đẹp lắm. Đẹp lắm. Thiệt. Coi bên đây có không? Có không? Có ít à. Trống lỏng đi. Có. Có hả? Sống gì lương đó. À, đủ xài phải không? Rồi. Em có muốn người đàn ông đẹp trai không? Cái đấy là yêu cầu. Đẹp trai cỡ như Nu Phước Thịnh đấy. Tôi qua bên đây có phải Nu không? Nu. Dạ, em chào chị. Chào em. Mày cũng đúng Nu à? Không. Cái này là một cái gì đó, không phải là Nu nhưng mà là cũng... Em có tự soi kiến em đi, em thấy cái mặt bạn trai bên đây liền à, ngộ lắm. Và em cũng đi tìm như vậy đó, tìm tướng giống mình đấy mà. Bên đây không có giống Nu, có thêm dấu sắc nữa. Nú à? Nú. Dựa vô đâu mà ông nói người ta là nú? Sáng hơn. Đây là nhìn đây, mặt sáng hơn, chín chắn hơn. Dạ. Em không thích con gái điều gì? Em không thích con gái mà hơi chơi bời quá. Em thích những người con gái mà người phụ nữ của gia đình ấy chị. Tất cả những cái điều kiện mà em mong muốn ở cô này chị thấy là được hết rồi đó. Được không? Nhưng chỉ có điều cô không có đẹp thì sao? Dạ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy. Có nghĩa là nãy giờ những cái gì mà về tính cách á là em đồng ý rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà khuôn mặt xấu cũng chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Súng hai cái răng nữa. Thì em về trong răng giả chị. Vô trong răng giả luôn. Dạ ok. Thôi chứ người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay đến chương trình cùng với mẹ em và một vài người bạn thân. Rồi xin chào cô. Chào gia đình đàn gái. Dạ con chào cô. Xin chào Quyền Linh và Hồng Vân.
Dạ. À, chương trình này bản thân tôi theo dõi lâu lắm. À, mà thấy bên trai là đàn, chàng trai rất tuấn tú, khôi ngô. Yeah. Vậy con mẹ khuyên con thì tự con quyết định. Mẹ khuyên con là tự con quyết định. Mà chị thấy hai trẻ giống nhau không? Có nét giống nhau. Đúng không? Phu thê đó chị. Chị có điều cô dâu bị súng răng uổng quá. Gái hơi bị xấu xí. Ủa còn em đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với anh họ và bạn của em. À anh họ ơi, anh họ thấy cái cô dâu súng răng này thế nào anh họ? Kính thưa chương trình, kính thưa chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, anh thấy em gái này cũng được, dễ thương ấy. Không, em gái này có cái răng khảnh mà giống như kiểu mẹ em ấy. Dạ. Người thân cũng đã góp ý kiến rồi, hai trẻ sẽ gặp mặt rồi từ từ, rồi cái gì tới nó tới ha. Mở rào. Bắt đầu đi Quân. Đó. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà tặng anh. Nhưng mà trước tiên em muốn hỏi anh một câu là anh có biết điều không? Có. À có, món quà này của em muốn tặng anh là để cho anh. Đây là hạt điều. Em muốn hỏi anh ấy trước, bởi vì để xem là anh ấy phản ứng thế nào. Rồi cảm ơn em. Trời. Tôi nghe tôi sốc liền á. Nhưng mà mở ra hạt điều tôi giật mình, tôi thấy vui. Đó. Được. À, em thấy anh có giống như những chị em mường tượng không? Nói chung là đối với em thì ấn tượng đầu tiên nó quan trọng nhất. Nên là khi mở rào ra nhìn thấy anh thì em cảm thấy cũng tim cũng hơi đập rồi. Hả? Dạ còn đập sao? Không em? Sao? Tim đập hả? Tim bình thường vẫn đập nhưng mà nó đập nhanh hơn một chút. À tim đập nhanh, còn em thì sao nào? Dạ em hồi hộp chị ạ, thấy bạn rất là dễ thương và thấy bạn rất là hiền ạ. Hiền nữa ha. Đúng như là cái gì mà em tưởng tượng không? Dạ đúng 99%. Vậy hả? Chứ nãy lúc mà chị nói gạt em là em có tin là thiệt không? Em biết chứ, chị thích đùa. Công việc của anh sau này thì vẫn ở Đà Nẵng hay là? Công việc anh sẽ gắn bó lâu dài ngoài đó. Anh có bao nhiêu anh em? Anh có một anh trai, em trai của anh. Nhà em cũng chỉ có hai người, em và anh trai. Em thích nhà có nhà đông anh em một chút, nó sẽ vui vẻ hơn. Vậy hả? Vậy thì sau này mình sinh nhiều con đi em, cho nó đông vui. Trời, anh duyên dáng quá. Vậy là tốt rồi. Bây giờ mỗi đứa tặng nhau bài hát gì làm kỷ niệm đi. Bác chuẩn bị sẵn cái đờn rồi. Em muốn tặng anh một đoạn thôi. Một đoạn trong bài hát Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mở cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hay quá. Lần sau rồi em có hát không hay là? Dạ em thì hát không có hay lắm, nhưng mà hôm nay dịp đặc biệt thì xin phép chương trình và xin phép cô chú ở đây thể hiện một đoạn ngắn bài ca khúc Khoảnh Khắc. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mộng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, khi mùa thu xót xa cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vênh, và lòng mình băng giá, và dòng mình băng giá. Thôi được rồi. Yeah. Trời ơi, đáng lý thì có phải cho hát được cái tới cái câu Người về đây với anh đi. Chứ tự dưng đây cái bài này rồi. Người ta là chung một nhà, người ta ước mơ như vậy thì ổng nó không còn có một cái lá lên. Thiệt tình. Nói chung là chờ em tới còn một chiếc lá luôn cũng chờ luôn. Đó. Không. Anh thực sự năm nay 31 tuổi rồi. Thì cái khoảng thời gian cũng rất là dài anh chưa quen ai. Và anh hy vọng ngày hôm nay em sẽ là người con gái cuối cùng mà anh rung động. Em đến chương trình này thì cũng hy vọng là sẽ tìm được một nửa của mình. Và có thể ra về sau đó thì hai người có thể tìm hiểu và có thể nhanh một chút kiếm rễ cho mẹ em. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn.
chứ phải bấm nút để mình hẹn nhau mình uống cà phê bình thường. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, xuống đây nắm tay nhau đi, các bạn đã bấm nút hẹn hò rồi đó. Em xin phép được tặng thêm một món quà cho bạn. Hy vọng em sẽ thích món quà này. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thực sự luôn á, giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Wow. Trời ơi, nói cảm xúc liền chứ, nói cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm xúc sao nè? Thật sự là em rất là, em quá bất ngờ về cái món quà của bạn Nam tặng. Cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu thị nhiều cái nữa, nên là em tạm thời em chưa dám đeo, em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn anh hiểu, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Đẹp lắm. Cứ cố giữ lấy những cái cảm xúc thế này. Và hai đứa làm sao hiểu nhau nhiều hơn, để những cảm xúc này thăng hoa, đi đến một hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó cũng là điều mà cả gia đình và tất cả mọi người mong muốn nha. Dạ.